Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 705 đến chương 709. Cổ quốc long lên chiến trường khiến cho đại quân mã ra chấn động. Đây là vị cường giả ngũ chuyển đầu tiên ra trận. Mã Thượng Phong lập tức đáp lại, phái tộc trưởng Thành Long của Thành ra ra trận. Người này là cường giả biến hóa đạo ngũ chuyển, anh trai ruột của Thành Hổ. Sau khi nhìn thấy Thành Long, cổ quốc long hơi thi lễ, khách sáo nói, thì ra là tộc trưởng Thành ra, còn xin chỉ giáo. Thành Long cười ha hả, không dám chỉ giáo tộc trưởng cổ ra, chúng ta chỉ luận bàn một phen thôi. Hai người giao phong, thanh thế to lớn, lập tức vượt qua mọi người, trở thành tiêu điểm. Cổ quốc Long công thủ nhiều mặt, đôn hậu trầm ổn. Thành Long thì tiêu giao hành không, mãnh liệt nhưng ung dung. Sau khi hai người giao thủ được 12 hiệp, Hắc Lâu Lan lại phá cường giả ngũ chuyển La Bá Quân ra trận. La Bá Quân đầu nhập Lưu Văn Vũ, nhưng sau khi Lưu ra bại trong tay Hắc Gia, ông ta đã trở thành một trong những cao tầng đại quân Hắc Gia mã gia lập tức phái một cường giả ngũ chuyển ứng chiến nói đến đội hình cường giả ngũ chuyển mã gia không chút thua kém trước đó đại quân nỗ nhĩ chiếm đoạt đào gia dương gia đánh bại nỗ nhĩ gia luật đánh bại dương gia cuối cùng mã gia đánh tan đại quân gia luật trở thành người chiến thắng cuối cùng qua một trận chiến bộ tộc cỡ lớn của đại quân mã gia không phải ít có được kỳ liên gia thành gia triệu gia lữ gia đào gia dương gia và rất nhiều thế lực cường đại khác đồng thời còn có ba vị cổ sư giang bạo nha dương phá ánh và mã tôn các cổ sư ngũ chuyển phần lớn đều quyền cao chức trọng thái độ đằng đằng sắc khí hơn so với cổ sư tứ chuyển sự thân thiết ít hơn rất nhiều bọn họ ra tay cũng chỉ giữ lại ba phần khí lực hai điểm thể diện mà thôi một khi bọn họ bỏ mình bộ tộc sẽ giống như quần long không đầu bị hắc gia hoặc mã gia chiếm đoạt mặc dù bọn họ đối địch nhưng thật lòng mà nói cũng chỉ muốn bảo vệ lợi ích gia tộc cho dù có lời thề độc minh ước trói buộc nhưng vẫn có quy tắc ngầm. Khương Nguyên ngồi ngay ngắn, lặng lặng mà nhìn. Mặc dù hắn chỉ là tu vi tứ chuyển đỉnh phong, nhưng bản thân là đại sư nô đạo, là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng chiến cuộc. Bởi vậy địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng Ngũ chuyển. Cự Dương Tiên Tôn đúng là rộng rãi, tính toán thật tốt. Đích thân tham gia cuộc chiến vương đỉnh, cảm khái trong lòng Khương Nguyên càng lúc càng nhiều. Cự Dương Tiên Tôn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân, thành lập lầu chân dương 88 góc đồng thời định ra truyền thống cuộc chiến vương đình, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Không nói đến lầu chân dương 88 góc, chỉ nói cuộc chiến vương đình, cứ mỗi lần cử hành là một trận càn quét. Bộ tộc Hoàng Kim chiếm đoạt bộ tộc khác, lớn mạnh bản thân. Đồng thời, tập trung vật liệu, hình thành kinh tế chiến tranh cũng là một dạng phồn vinh. Lại thông qua bồi thường chiến tranh tạo nên kỹ thuật giao lưu, giúp cho nội tình của bộ tộc Hoàng Kim càng thêm sâu sắc. Quan trọng là, khôn sống mống chết, các cổ sư đang bên bờ sinh tử sẽ kích thích suy nghĩ trở thành cường giả giúp bộ tộc hoàng kim sàng lọc ra hạt giống cổ tiên mặc dù cự dương tiên tôn đã không còn ở nhân thế nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn thống trị toàn bộ bắc nguyên so sánh với tiên tôn ta nhỏ bé giống như một con kiến nhưng cũng nhờ vào cuộc chiến vương đình này nếu không thực lực của ta cũng không tăng mạnh như vậy khương nguyên nghĩ đến đây hơi phân thần rót tinh thần vào trong không khiếu bên trong không khiếu có mấy con cổ trùng mới Phần lớn là tứ chuyển, một con tam chuyển, còn có một con cổ Tu La thi ngũ chuyển, một con cổ thổ bá vương ngũ chuyển. Sau khi Khương Nguyên có được linh cảm trong sát chiêu ba đầu sáu tay, hắn liền kết hợp với nội tình bản thân và suy nghĩ, nghiên cứu ra được một ít thành quả. Hắn đem thành quả này ngưng tụ thành sát chiêu, đặt tên là Địa Vương bốn tay. Một khi hắn thôi động sát chiêu, hai bên cơ thể sẽ mọc ra hai cánh tay hoàn toàn mới. Khi hắn sử dụng bốn tay cùng một lúc, chiến lực sẽ tăng vọt có thể so sánh với sát chiêu ba đầu sáu tay của ba huynh đệ Lưu gia. Nhưng, so với ba đầu sáu tay, thời gian kéo dài của Địa Vương bốn tay ngắn hơn. Khi chân đạp đất mới có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Một khi bay lên trời, chiến lực sẽ bị hạ xuống một nửa. Khương Nguyên chỉ vừa mới tạo ra sát chiêu này, vẫn còn chưa hoàn thiện. Chỉ có trải qua chiến đấu kiểm nghiệm, cộng thêm một số cổ trùng, thay cổ trùng cũ không cần thiết hoặc trực tiếp cắt giảm, như vậy mới có thể hoàn thiện được sát chiêu mặt trời dần dần nhô lên cao khi bão tuyết sắp đến ánh mặt trời bình thường rất nóng lúc này cũng trở nên ảm đạm trên chiến trường sát khí sôi trào dần được nâng lên đến cực điểm mấy chục vòng chiến được tô điểm bằng ngọn lửa rực rỡ đánh đến khó phân thắng bại trong vương trướng hắc gia các cổ sư còn ở lại không có đến mấy người không phải đang giao chiến thì rút xuống tịnh dưỡng khôi phục hoặc đã chết trên chiến trường nhưng tổng thể mà nói hắc gia vẫn chiếm cứ ưu thế yếu ớt cho đến nay Hắc Lâu Lan đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của hai vị cổ tiên Hắc gia là Hắc Thành và Hắc Bách. Mã gia đến trận đại chiến này mới cầu viện Tuyết Tùng tử. Hừ, Mã gia này đúng là muốn ăn đòn. Hắc Lâu Lan hừ lạnh, ánh mắt dữ tợn, dần dần không còn kiên nhẫn được nữa. Gã quay sang nhìn Khương Nguyên, đang định lên tiếng, bên trong Mã gia đột nhiên vọt ra ba đàn thú. Vạn mã lao nhanh bên cánh trái, móng ngựa đạp trên đại địa như sấm rền. Đàn chuột lít nhít bên cánh phải, tiếng sột soạt khiến cho người nhìn phải lạnh tim. Chính giữa là một đàn ưng bay lên như diều gặp gió, giống như mây đen bốc lên. Mã vương Mã Tôn, Thử vương Giang Bạo Nha, ưng vương Dương Phá Anh, ba vị đại sư nô đạo đồng thời ra tay. Đàn thú trùng sát lao đến, lập tức tách ra rất nhiều chiến đoàn. Vốn Mã Thượng Phong thấy khi chọn tướng, Mã Gia hơi bị thất bại, liền muốn ỉ vào ưu thế của đại sư nô đạo áp chế đại quân Hắc Gia, thay đổi chiến cuộc không ổn. Đối mặt với đàn thú ba đường, hắc lâu lan không khỏi khẩn trương gã nhìn khương nguyên lang vương bây giờ phải xem ngươi rồi khương nguyên gật đầu thản nhiên đứng dậy hắn chậm rãi bước đến đầu bò tót từ trên cao nhìn xuống ba đàn thú bên dưới không chỗ nào là không có quy mô to lớn dữ tợn mặc kệ đại sư nô đạo nào tạo nghệ đều ngang ngửa với hắn phương diện nô đạo đều là một đối thủ cường đại thậm chí trên người bọn họ còn có cổ trùng nô đạo so sánh với cổ trùng nô sói của khương nguyên còn toàn diện và ưu tú hơn dưới tình huống không thể bại lộ lực đạo, Khương Nguyên song quyền nan địch tứ thủ. Hai trận giao phong trước, đàn sói bị ba đàn thú tấn công, tổn thất nặng nề. Mã gia cũng dựa vào ưu thế này mà lưu đàn thú đoạn hậu, khi đó mới có thể hai lần bình yên rút lui vào trong phòng tuyến. Nhưng lúc này, Khương Nguyên cười lạnh, trong lòng tràn đầy chiến ý. Mặc dù cổ trùng nô đạo của hắn yếu hơn ba vị đại sư nô đạo này, nhưng trước trận chiến, hắn được sự giúp đỡ của cổ tiên hắc gia, quy mô đàn sói tăng vọt hơn 10 lần đàn sói này đang ẩn núp trong đại quân lợi dụng sức mạnh cổ trùng khiến địch nhân không phát giác ra lang vương dương phá anh ở đây ngươi có dám đánh một trận không trên bầu trời dương phá anh chân đạp chim ưng dáng người đứng thẳng giống như một thanh trường thương trùng thiên gã chủ động khiêu chiến muốn kềm chế đàn sói khương nguyên quần ưng từ trên cao đánh xuống chiếm ưu thế mười phần ha ha lão dương ngươi nhẹ tay thôi dù sao huynh đệ thường minh tâm cũng là đại sư nô đạo giống như chúng ta. Ngươi cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi chứ. Bên cánh phải, tiếng cười nhạo của thử vương truyền đến. Bên trong đàn ngựa cánh trái, mã tôn vốn kiệm lời đột nhiên tiến lên. Bên cạnh ông ta có rất nhiều cổ sư cường giả, cưỡi chiến mã của riêng mình bảo vệ sự an toàn của ông. Đại sư nô đạo, thân lâm kỳ cảnh chỉ huy đàn thú mới có thể xuất ra được 12 phần chiến lực. Ba vị đại sư xuất động, đặt mình vào nguy hiểm, Đích thân dẫn đàn thú xuất kích, điều này giống như ba trọng quyền. Nếu không ngăn cản thích đáng, đại quân Hắc Gia rất có thể bị đánh đến chóng váng đầu óc, đại cục sụp đổ, bất lực quay đầu. Dù sao trên chiến trường tràn ngập biến số không thể đoán được, lấy yếu thắng mạnh nhiều không kể xiết. Huống chi lúc này Hắc Gia chỉ chiếm ưu thế được một chút mà thôi. Minh Tâm lão đệ, Hắc Lâu Lan không khỏi lo lắng. Mặc dù quy mô đàn sói tăng vọt, hoàn toàn áp đảo ba đàn thú nhưng gã lo thực lực khương nguyên khống chế không đủ dù sao khương nguyên chưa từng điều khiển đàn sói khổng lồ như thế nếu điều khiển không thỏa đáng ngược lại tự loạn trận cước cho dù có thể khống chế được nhưng dựa vào chân nguyên tứ chuyển đỉnh phong của lang vương có thể kiên trì được bao lâu chứ khương nguyên đứng trên đầu bò tót đưa lưng về phía hắc lâu lan im lặng không nói ba đàn thú trùng điệp lao đến trên trời dưới đất cùng nhau giáp công đã gần ngay trước mắt lang vương vẫn không thấy động đậy trong lòng hắc lâu lan càng thêm lo lắng bất an không khỏi thúc giục minh tâm lão đệ mau ra tay đi khương nguyên vẫn không lên tiếng giống như không nghe được đàn thú ba đường mãnh liệt lao đến chưa đủ hai trăm bước đã đến nơi tam quân hắc ra chấn động hắc lâu lan khẩn trương thường minh tâm lão đệ khương nguyên ngửa đầu cười sang sảng một tiếng cơ hội tốt đến như vậy đối phương muốn dùng đàn thú ép ta mà dốc hết toàn lực nhưng không biết chính điều này lại càng hãm sâu vào tử địa lâu lan minh chủ ta xin chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Trận chiến này đã thắng, đại cục đã định, minh chủ nhập chủ vương đình cuối cùng đã thành kết cục đã định, Khương Nguyên thản nhiên nói. Hắc lâu lan mở to mắt, thiếu chút nữa muốn gầm lên, mẹ nó, rốt cuộc sự tự tin cho má của ngươi là từ đâu mà đến. Mau chỉ huy đàn sói cho ta, bây giờ còn rảnh rỗi nói mấy thứ này sao, đối phương đang đến kìa. Nhưng sau một khắc, ánh mắt gã mở to như muốn lồi ra, giống như có người từ đằng sau đánh cho gã một cú thật mạnh. Bởi vì gã cảm nhận được khí tức của Khương Nguyên đang thay đổi kinh người. Từ chuyển đỉnh phong đến ngũ chuyển sơ dai. Từ ngũ chuyển sơ dai đến ngũ chuyển trung dai. Từ ngũ chuyển trung dai đến ngũ chuyển cao dai. Từ ngũ chuyển cao dai đến ngũ chuyển đỉnh phong. Cho đến lúc này, Khương Nguyên chậm rãi thu lại cổ liễm tức, không áp chế tu vi thật sự của mình nữa. Ngũ chuyển đỉnh phong hàng thật giá thật. Lang Vương Thường Minh Tâm lại là đại sư nô đạo ngũ chuyển đỉnh phong. Hắc Lâu La nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Nguyên đến ngẩn người. Đám cổ sư bảo vệ xung quanh Vương Trướng cũng rúng động, ánh mắt kinh ngạc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Khương Nguyên thôi động cổ ương dương, đôi cánh chim ưng mang theo hắn chậm chậm bay lên không. Giữa không trung, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ công bội ngũ chuyển, cổ tịnh, lang hảo. Tiếng sói chu vang tận mây xanh, trực tiếp lấn át âm thanh của ba đàn thú tiếng sói chu kéo dài đàn sói hỏa ứng theo sau khương nguyên bay lên không trung dương phá anh giang bạo nha mã tôn hôm nay chính là ngày chặt đầu các ngươi hắn thản nhiên nói âm thanh rộng lớn vang vọng bên tai vạn người mã tôn tròn mắt giang bạo nha cười lạnh ừ chỉ giỏi to miệng ngũ chuyển đỉnh phong thường minh tâm ngươi ẩn tàng sâu thật sắc mặt dương phá anh trầm xuống hai mắt bắn ra ngọn lửa nhưng lại càng kích phát đấu trí của ta Chiến đấu như vậy mới thú vị. Nhưng sau một khắc, khi đàn sói chen trúc đến, chiến ý của hắn ta ngưng lại. Nhiều, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Số lượng sói hoang giống như thủy triều biển cả. Đầu tiên là một đợt vọt đến, sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Dường như nối liền trời đất, giả dích không ngớt. Mã tôn cũng phải động dung. Đàn ưng bất động, sắc mặt dương phá anh cứng nở. Đàn sói nhiều như vậy sao? Năm mươi vạn? Tám mươi vạn? Không ít nhất phải là 100 vạn. Giang Bạo Nha sợ hãi vô cùng, chiến ý sụt giảm xuống đáy cốc. Rút lui, đàn chuột của ta nhiều nhất cũng chỉ có 60 vạn. Trải qua nhiều trận chiến đấu, không kịp bổ sung, lúc này còn chưa đến 20 vạn. Đây chính là tổ chức thành viên cuối cùng của ta, không thể tổn thất, nhất định phải rút lui. Giang Bạo Nha là ma đạo, tư tâm cực nặng, lập tức quay đầu xuất lĩnh đàn chuột chạy về. Ảnh hưởng chiến lược cổ sư nô đạo chỉ có 3 phương diện một là quy mô đàn thú trong tay, thứ hai là phối hợp cổ trùng nô đạo, thứ ba là nội tình hồn phách. Nội tình hồn phách của Khương Nguyên nhờ có núi đãng hồn trợ giúp, cho nên mới cùng cấp bậc với ba vị đại sư nô đạo này. Mặc dù cổ trùng nô đạo trên người hắn yếu hơn ba người, nhưng cũng chỉ yếu hơn một bậc. Nhưng quy mô đàn sói trong tay hắn lại khoảng chừng 156 vạn. Trái lại ba người kia, bởi vì phải đại chiến liên tiếp, nhất là hai trận đại chiến trước, đàn thú tổn thất rất nhiều đàn chuột chỉ có 20 vạn, bầy ưng khoảng 18 vạn, đàn ngựa nhiều nhất, 36 vạn. Tổng cộng lại cũng chỉ có 74 vạn. 74 vạn còn chưa bằng một nửa của 156 vạn. Nhưng đàn thú khác biệt có thể tương trợ nhau hay không? Người xưa đã nói, không. Đàn thú không cùng loại, trộn lại với nhau, trừ phi có phương pháp tam tâm hợp hồn, nếu không, trận cước sẽ bị rối loạn. Rất nhiều sói hoang đang trào lên. Trước đó, bọn chúng trốn trong những cái hố, được cổ trùng che giấu vết tích còn có con núp trong xe hiện tại đều xuất hiện cho dù là mã tôn im lặng ít nói cũng không nhịn được mà kinh hô tại sao lại có nhiều sói như vậy chứ bọn họ vốn ba đường sông lên định khi dễ một mình khương nguyên kết quả đàn sói quá nhiều hắc gia đang yếu thế đột nhiên trở thành một tấm sắt lớn cổ sư bên cạnh ông ta kêu to mã tôn đại nhân mau chạy đi quân địch thế lớn không thể ngạnh kháng được mã tôn cũng không phải là người đầu óc ngu muội Lập tức khống chế đàn ngựa thay đổi phương hướng, tiến hành rút lui. Nhưng ngựa khác chuột, hình thể đàn chuột nhỏ, dễ dàng chuyển hướng. Còn đàn ngựa đã chạy thì khó mà dừng lại. Nhất là lúc trước Khương Nguyên cố tình không phát, chờ đàn ngựa và đàn chuột vọt đến gần đại quân Hắc gia, lúc này mới điều động đàn sói, dụng tâm có thể nói là hiểm ác. Nhưng dù sao Mã Tôn cũng là đại sư nô đạo, tạo nghệ kinh người. Ông ta hoàn toàn hiểu rõ trạng thái của đàn ngựa bên dưới như lòng bàn tay. Ông ta cẩn thận điều động Đàn ngựa xẹt qua một đường vòng cung, áp sát một bên đại quân Hắc gia, sau đó chạy ra ngoài, ý đồ xông khỏi vòng vây. Nhưng Khương Nguyên làm sao có thể bỏ qua miếng thịt mỡ này? Mã Tôn là đại sư nô đạo, hắn cũng là đại sư nô đạo. Tâm niệm điều động, đàn sói dị thú gào thét xông lên, triển khai truy kích. Đàn sói dị thú? Nhiều như vậy sao? Cổ sư hộ vệ bên cạnh Mã Tôn nhìn thấy, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Trong tay Mã Tôn cũng có một đàn dị thú, gọi là Thiên Mã nhưng số lượng kém xa đàn sói dị thú đại đa số đều là ngựa bình thường loài ngựa này làm sao chạy thoát khỏi đàn sói dị thú chứ mã tôn nhiều lần điều khiển thay đổi phương hướng đàn ngựa ý đồ hất cảng đàn sói nhưng đàn sói dị thú bỗng nhiên chia thành hai bộ tả hữu giáp công cuối cùng chặn được đàn ngựa lại sau đó rất nhiều sói bình thường nhào đến bao quanh đàn ngựa cảnh chặn đường thật đặc sắc không hổ là cấp bậc đại sư nhìn thấy cảnh tượng này hắc lâu lan vui mừng quá đỗi rốt cuộc buông xuống hết thảy mọi lo lắng đối với thường minh tâm thử vương chạy trốn sau lưng cũng có một đàn sói dị thú một đường truy sát không ngừng cắn nuốt đàn chuột chậm chân giống như cự thú trà đạp từng ngụm nuốt sạch đàn chuột khương nguyên nhìn thoáng qua cũng không quan tâm đến thử vương mà chuyển ánh mắt lên không trung đàn sói dưới đất còn đàn ưng thì bay lượn trên không trung muốn đối phó với đàn ưng quả là nằm ngoài khả năng của bầy sói bởi vậy trong ba đường mặc dù thực lực của bầy ưng yếu hơn đàn ngựa nhưng tình huống lại tốt hơn nhiều. Thật ghê tởm, hiện tại hai đàn thú đã bị khắc chế, đàn ngựa đang bị bao vây. Thử Vương trực tiếp chạy trốn, chỉ còn lại đường chính giữa của ta mà thôi. Dương Phá anh cảm thấy trách nhiệm trên vai thật lớn. Hắn ta biết, nếu muốn đánh thắng trận đại chiến này, đàn ngựa, đàn chuột là chiến lực cực kỳ quý giá, tổn thất bất luận một đàn nào, hy vọng chiến thắng của Mã gia sẽ bị thu nhỏ gấp đôi. Bây giờ cứu Vãn cục diện cũng chỉ có ta ta nhất định phải vận dụng đàn ưng tấn công mạnh để kiềm chế tinh thần của thường minh tâm. Sao? Trong lúc Dương Phá Anh còn đang suy nghĩ, Khương Nguyên đã điều khiển đàn sói mấy chục vạn, một đường trùng điệp, trực tiếp lao về vương trướng mã ra. Dương Phá Anh không khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như một trọi một, đàn sói của ta đối chiến đàn ưng của ngươi, tất nhiên sẽ thua thiệt. Nhưng bây giờ là hai phe đại chiến, nếu để cho đàn sói tàn sát rất nhiều cổ sư, không, cho dù có tiêu hao chân nguyên của các cổ sư, cũng là thắng thảm dương phá anh ngươi nên làm thế nào đây hai mắt khương nguyên bình tĩnh như mặt hồ khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh đầu óc dương phá anh chuyển động nhưng hắn ta càng suy nghĩ lại càng cảm thấy phát lạnh trong lòng chiêu này của thường minh tâm thật sự quá tàn nhẫn nhưng dương phá anh chỉ do dự một lát sau đó cắn răng quyết định kiềm chế lang vương nhưng cứ như vậy đàn sói không còn đàn ưng cản trở thuận lợi trùng sát đến đại quân mã gia sắc mặt mã thượng phong tái xanh vội vàng điều động cổ sư nô đạo thành lập phòng tuyến tạm thời nhưng quy mô đàn sói khổng lồ công kích lại khác thường phòng tuyến như vậy giống như tờ giấy bị tùy tiện đột phá đây là sai lầm trọng đại trong quyết sách của ta nhưng chúng ta vẫn còn chưa thua chư vị tình thế hiểm ác hãy theo ta xuất trinh chúng ta vẫn còn át chủ bài mã thượng phong hét lớn một tiếng ba cường giả ngũ chuyển tuyết ngõa xuất hiện đồng thời còn có một binh tinh do người tuyết tạo thành nhìn thấy viện binh mạnh như vậy sĩ khí đại quân mã ra chấn động từ trong bối rối chấn định lại vội vàng kêu gào đi theo mã thượng phong lao xuống chiến trường nhất thời đàn sói gào thét máu bắn tung tóe đầu tiên là trung quân tiếp chiến sau đó là cánh trái cánh phải mã ra cũng lần lượt phát động công kích hắc lâu lan cười ha hả vung tay lên chỉ huy tinh binh dưới trướng xông lên tiếp theo là tộc trưởng gia tộc các phương dẫn theo bổn tộc của mình xông vào chiến trường hai quân triển khai giao chiến toàn diện người và thú dây dưa với nhau các cổ sư viêm đạo băng đạo ám đạo quang đạo tranh phòng với nhau cường giả cười gần, đồ sát địch nhân còn người yếu thì trợ giúp lẫn nhau hình thành đội ngũ liều mạng chống lại tranh thủ cơ hội sống sót bầy ưng rít lên rồi lao xuống tấn công mạnh mẽ khương nguyên nhưng bên cạnh khương nguyên còn có hắc lâu lan bảo vệ đồng thời còn điều thêm ra luật tang hạo kích lưu biên ti hiên phan bình đến chấn giữ kín không kẽ hở thế công của bầy ưng vẫn không thấy hiệu quả còn khương nguyên thì linh hoạt vận dụng cổ lang cố tầm mắt trở nên thoáng đạt điều động đàn sói cường công không ngừng tàn sát đàn ngựa đàn chuột quân tình khẩn cấp ô dạ các ngươi hãy xuất kích quấy nhiễu cường giả bên cạnh thường minh tâm trên lưng chim ưng dương phá anh gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi vội vàng hạ lệnh ô dạ danh xưng thanh bức chính là một trong tam đại đại sư phi hành của bắc nguyên trong số ba vị đại sư phi hành Phi Điện Đông Phá Không là con thứ của một bộ tộc phương Đông đã quay về Phúc Địa. Thủy Tiên Tống Thanh Ngâm đã tử chiến xa trường. Chỉ còn lại Thanh Bức Ô Dạ là được mã ra mời chào, chuyên đối phó với Đại sư Phi Hành Thường Minh Tâm. Ô Dạ nghe xong, câu mày nói, nếu như ta xuất động, một khi đối phương công kích, an nguy của các hạ nên làm thế nào cho phải. Dương Phá Anh cười ngạo nghễ, ta có đàn lôi ưng che chở, cực kỳ an toàn. Cho dù là Hắc Lâu Lan, cũng không thể trong nháy mắt đột phá phòng tuyến lôi ưng của ta các ngươi yên tâm đi đừng quên chúng ta còn có sát thủ vô danh đám người ô dạ nghe xong lập tức chấn động trong lòng những người này đều có thuật phi hành nhao nhao công kích xuống dưới khiến cho áp lực phòng thủ của đám người hắc lâu lan gia tăng mãnh liệt cẩn thận bọn họ muốn quấy nhiễu chúng ta đừng tùy tiện xuất động đừng quên đối phương còn có vô danh hắc lâu lan hừ lạnh căn dặn vô danh là cổ sư ám đạo ngũ truyền gia luật tang có thể chiến thắng đại quân thất lộ nhiều nhất chính là dựa vào vô danh ám sát nhiều vị thủ lĩnh quân địch khiến cho lòng người bàng hoàng sĩ khí rơi xuống về sau biểu hiện vô danh không tầm thường cổ sư ngũ chuyển chết trong tay y không ít tứ chuyển lại càng nhiều y được vinh dự tôn làm đệ nhất sát thủ đương thời danh vọng cái sau vượt cái trước vượt qua cả ảnh kiếm khách biên ti hiên hiện tại y không hiện thân cũng không biết đang tiềm phục tại chỗ nào trên chiến trường hắc lâu lan tuyệt không dám chủ quan một khi để vô danh ám sát Khương Nguyên thành công, đàn sói sẽ sụp đổ, cục diện tốt đẹp sẽ bị xoay chuyển. Xông lên, giết chết Lang Vương Thường Minh Tâm, không chỉ Hắc Lâu Lan, Dương Phá Anh, đám chi sĩ Mã gia cũng nhanh chóng nhận ra mấu chốt của trận chiến. Nhất thời, rất nhiều cổ sư cường giả lao về phía Vương Trướng Hắc gia. Ai có thể giết chết Thường Minh Tâm, ta sẽ thưởng cho người đó 500 vạn chiến công, chức vị Thái thượng gia lão Mã gia, cả đời hưởng thụ sự cung phụng của Mã gia mã thượng phong vừa chém giết đàn sói vừa khản giọng kêu to phần thưởng phong phú như vậy khiến các cổ sư đánh đến hai mắt đỏ bừng thúc đẩy bọn họ chỉa đầu mâu vào khương nguyên rất nhanh đám người hắc lâu lan lập tức cảm nhận được áp lực như núi không ổn rồi đối phương nổi điên ta sắp không chịu nổi rồi hắc kỳ quân mau đến trợ giúp bùi yến phi trọng phí vưu đường diệu minh các ngươi mau đến bảo vệ lang vương không thể bị động phòng thủ như vậy được nữa chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không, dư ba của cuộc chiến sẽ tạo thành nguy hại cho Lăng Vương. Mã Gia Tuyệt không cam tâm thất bại. Một khi thất bại, bọn họ xem như xong đời. Bọn họ bắt đầu liều mạng, càng nhiều hơn chính là trọng thưởng cho Dũng Phu bên dưới. Thế là cục diện nhanh chóng thoát ly khỏi sự khống chế của Hắc Lâu Lan, rất nhanh nhằm vào Khương Nguyên. An nguy sinh mệnh của Khương Nguyên liên quan trực tiếp đến thắng bại. Cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển trong đại quân của hai bên đều chen chúc một chỗ, hình thành cuộc chiến đại loạn. Đây là cuộc chiến trước Vương Đình, cũng là cảnh tượng hùng vĩ hiếm thấy. Trong vòng chiến này, các cổ sư tứ chuyển biến thành vai phụ. Cho dù là cường giả ngũ chuyển cũng thân bất do kỷ, lâm vào vũng bùn. Đám người ra luật tang, Hắc Lâu Lan thoạt đầu còn có thể chiếu cố lang vương một chút. Rất nhanh, bản thân bọn họ còn khó mà đảm bảo. Trung quanh đều là lửa, băng xương, sóng âm. Các loại công kích tạp nhanh, bay múa lung tung bên trong vòng chiến đối thủ không chút cố định bắt được ai thì chiến với người đó có đôi khi thậm chí người một nhà còn đánh chúng người một nhà đệ nhất sát thủ vô danh đứng đằng xa bất đắc dĩ nhìn vòng chiến hỗn loạn trước mặt y là sát thủ am hiểu tiếp cận tiềm ẩn sau đó một kích trí mạng nhưng lúc này các cổ sư bên trong chiến đoàn điên cùng loạn chiến cổ điều tra quét ngang bốn phía bắt được ai thì giết người đó cục diện đã mất đi khống chế thế công khiến cho người ta đáp ứng không xuể một số cường giả tứ chuyển vì tự vệ mà trở nên cuồng loạn vô danh hoài nghi chỉ cần y tiềm hành tiến vào chưa đến mấy hơi thở sẽ bị phát hiện ngay nói không chừng người ra tay với y chính là người một nhà đang đánh đến hoa mắt không kịp suy nghĩ tình huống này cho dù ta không ra tay lang vương cũng khó mà đảm bảo vô danh cười lạnh ngồi xem trò hay rất nhanh ánh mắt của y sáng lên thấy một vị cổ sư tứ chuyển bên phe mình đang tiến đến bên cạnh lang vương là thành hổ đợi đến khi nhìn rõ người này vô danh thiếu chút nữa hưng phấn kêu thành tiếng thành hổ không biết bị ai tập kích từ sau lưng bị đánh bay xuống dưới chân khương nguyên vốn bên cạnh khương nguyên còn có biên ti hiên bảo vệ nhưng trước đó biên ti hiên chủ động dẫn dụ phí sinh thành ra nàng không phải cổ sư phòng ngự cũng không có dự định hy sinh tính mạng cho khương nguyên điều này đối với nàng mà nói là lựa chọn sáng suốt nhất tên khốn kiếp này đánh lén lão tử thành hổ vừa ngã xuống đất lập tức bò dậy nổi giận gầm lên quay người giết trở về cái này vô danh nhìn thấy không biết nên nói gì cho phải nhưng thành hổ chỉ đi năm sáu bước bỗng dưng chúng định thân pháp đứng im tại chỗ sau đó gã bỗng nhiên quay đầu mắt trợn tròn nhìn chằm chằm khương nguyên đang đến gần trong gang tấc chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi gã rốt cuộc cũng phản ứng lại được tên khốn kiếp này đánh lén lão tử lão tử sẽ giết chết ngươi ha ha thành hổ hưng phấn đến mức lỗ chân lông giãn ra nhìn khương nguyên giống như nhìn thấy chiến công 500 vạn còn có công danh lợi lộc vô tận rao gã bổ nhào về phía trước tứ chi chạm đất trong nháy mắt hóa thân thành mãnh hổ sát chiêu biến hóa đạo mãnh hổ điếu tình gào thét một tiếng mang theo một luồng gió tanh vồ giết khương nguyên hỏng rồi mau tránh thôi biên ti hiên ngoái nhìn nghẹn ngào gào lên đắc thủ rồi vô danh nhìn thấy huyết mạch căng lên hưng phấn đến toàn thân run rẩy, mãnh hổ mở cái miệng máu nhảy vọt giữa không trung, lăng không đập xuống, thân ảnh to lớn che kín gương mặt khương nguyên, bên trong cái miệng là hàm răng bé nhọn như muốn cắn nát đầu khương nguyên. nghĩ không ra công lao kinh thiên này lại rơi vào tay của ta, à, a, ánh mắt mãnh hổ lóe lên sự kinh ngạc, hai bàn tay bóp lấy cổ của nó, khiến cho nó không thể động đậy. hừ, trong lòng thành hổ hừ lạnh nhiều năm dưỡng thành ý thức chiến đấu khiến cho gã không cần thông qua đại não đã huy động hai hổ chảo sắc bén. Bịch, một tiếng vang trầm đục. Sau một khắc, hổ chảo của con hổ cũng bị một cặp thiết thủ bắt lấy. Tại sao hắn còn có tay chứ? Thành hổ kinh nghi nhìn sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khương Nguyên, gương mặt bình tĩnh giống như băng, hai bên cơ thể chẳng biết từ lúc nào mọc ra hai cánh tay bắn đồng thau. Hai cánh tay đồng thau vững vàng bắt lấy hổ chảo của gã. Hừ, thành hổ hừ lạnh, Lập tức điều động đuôi hổ. Đuôi hổ vung phá không khí, hình thành một bóng roi, linh hoạt xảo trá quét đến đầu Khương Nguyên. Bốp. Một tiếng vang giòn, đầu Khương Nguyên không thấy vết thương, nhưng ngược lại đuôi hổ đau đến chết lặng, mất đi chi giác. Thành hổ có sát chiêu, Khương Nguyên cũng có sát chiêu. Sát chiêu, Địa Vương bốn tay. Cổ trùng mà hắn thúc dục có đến 14 con, trong đó bao gồm luôn cổ công bội ngũ chuyển. Trạng thái lúc này, phòng ngự của Khương Nguyên gấp 4 lần ban đầu lực đạo đạt đến 8 chân quân. Hơn nữa, một khi hắn dẫm lên mặt đất, sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Chơi chán chưa? Khương Nguyên cười lạnh, bình tĩnh nhìn Thành Hổ, ánh mắt hiện lên sự trêu tức. Một luồng hàn ý nhanh chóng xuất hiện trong lòng Thành Hổ, sau đó lan khắp toàn thân. Sợ hãi, cho dù Thành Hổ bình thường tùy tiện nhưng lại lấy dũng làm vinh. Tuy nhiên, đối mặt với hai mắt băng lãnh của hắn, gã đã cảm nhận được sự sợ hãi. Sự sợ hãi mãnh liệt khiến gã bộc phát. Cổ họng mãnh hổ nhấp nhô, thế công âm ba chuẩn bị phóng ra. Nhưng lúc này, Khương Nguyên lại nhẹ nhàng thở dài. Cho xiếc đúng là nhàm chán. Hai, ngươi nên chết đi thì hơn. Giọng nói của hắn bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như đang kể đến một chuyện không đáng kể. Xoẹt, một khắc sau, hai cánh tay bằng đồng thau dùng sức xé ra. Mảnh hổ bị xé thành hai nửa, máu tươi bắn ra ngoài, nội tạng văng từ phía. Hai miếng thi thể hổ không theo bất kỳ quy tắc nào rơi xuống mặt đất hóa thành hai nửa thi thể người. Đầu mãnh hổ thì biến thành đầu thành hổ, gã hoàng sợ mở to mắt, sợ hãi trước tử vong đang đến. Một chảo của Khương Nguyên bóp nát đầu của gã, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt băng qua đám người rơi xuống người Dương Phá Anh. Lông tơ toàn thân Dương Phá Anh dựng lên, cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng hắn ta. Khương Nguyên vỗ đôi cánh ưng đằng sau lưng, phi ưng trùng thiên. Con người Dương Phá Anh đột nhiên co rụt lại, vội vàng điều động đàn lôi ưng bảo vệ mình. Khương Nguyên cười khinh thường, chỉ dựa vào chiến lực tứ chuyển này mà muốn ngăn hắn sao. Ha ha, rầm dầm, một đường vọt thẳng, lôi ưng ngăn cản dọc đường bị hắn đụng nổ tung. Khi đám cổ sư đang trong cuộc hỗn chiến kịp thời phản ứng, Khương Nguyên đã thế như trẻ tre sông phá đàn lôi ưng, thẳng đến Dương Phá Anh. Ngươi, gương mặt Dương Phá Anh không còn chút máu, kinh sợ vạn phần nhì Khương Nguyên. Đầu của hắn ta bị Khương Nguyên nắm trong lòng bàn tay, cả người bị Khương Nguyên nhấc lên, không chút phản kháng. Khương Nguyên nhẹ nhàng bóp. Bục, đầu dương phá anh giống như quả dưa hấu, bị hắn tùy tiện bóp nát. Máu và óc vang khắp nơi, đàn chim ưng cũng lập tức giải tán. Bầy ưng chạy trốn, bầu trời sáng sủa trở lại. Động tĩnh quá lớn khiến tất cả phải nhìn sang. Cái gì? Lang vương đích thân xử lý ưng vương. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, khó có thể tin. Bây giờ đến phiên ngươi, Khương Nguyên cũng không dừng lại, ánh mắt lãnh khốc nhìn mã tôn còn cách một vạn bước mã tôn được đàn ngựa bảo vệ nhưng vẫn cảm nhận được đại nạn sắp giáng xuống ngăn hắn lại giết chết lang vương ô dạ hề tuyết cùng nhau bay đến giáp công khương nguyên chỉ là một đám hỗn tạp làm sao có thể ngăn được ta khương nguyên khinh thường hừ lạnh hai cánh đập mạnh dễ dàng hất tung hề tuyết trực tiếp đụng vào ô dạ cái này ô dạ không ngờ được khương nguyên lại mạnh như thế gã đã đánh giá cao phòng ngự của mình đồng thời đánh giá thấp thế công cuồng mãnh của Khương Nguyên. Lồng ánh sáng phòng ngự chỉ có thể chống đỡ nửa hô hấp, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Ô Dạ trong nháy mắt phát hiện sự không ổn. Tạo nghệ của đại sư phi hành khiến cho gã không cách nào lẩn tránh được. Đổi lại là người bên ngoài, có thể không công mà lui. Nhưng Khương Nguyên lại là đại sư phi hành. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nửa cơ thể của Ô Dạ bị đụng thành bột phấn, xương cổ đứt gãy thành từng mảnh, nội tăng nửa bên lòi ra cả ngoài gã bất lực mở mắt rơi xuống giữa không trung đại sư phi hành cường giả ma đạo cứ như vậy mà bỏ mình khương nguyên nhìn cũng không nhìn lao thẳng đến mã tôn giống một tiếng nổ vang như rồng gầm một con rồng khổng lồ ngăn cản đường khương nguyên con rồng này có sừng vàng ba chảo con ngươi to như đèn lồng tản ra ánh sáng báo thù nóng như lửa thường minh tâm ngươi dám giết đệ đệ của ta ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá thảm thiết nhất đây chính là cổ sư ngũ chuyển biến hóa đạo anh ruột của thành hổ thành long ôn ao cái con khỉ khương nguyên hừ lạnh một tiếng tốc độ tăng lên cơ thể vẽ ra một đường vòng cung hung hăng đụng vào con cự long ầm tiếng vang to lớn đinh tai nhức óc sóng âm quét sạch bốn phương tám hướng toàn bộ thiên địa đều chấn động trong lòng mọi người run lên chăm chú nhìn lại nhìn thấy cơ thể khương nguyên to gấp hai lần toàn thân được phủ một lớp đồng thau bốn cánh tay còn to hơn cả đùi người trưởng thành hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung trong tay nắm sừng rồng bị đứt gãy còn con rồng tam chảo ngã xuống giống như diều đứt dây nện xuống thành một cái hố to dưới đất máu và vảy rồng văng khắp nơi cái gì đằng xa con ngươi mã phong đột nhiên co lại không dám tin nghẹn ngào kêu lên ngay cả thành long cũng không địch nổi một chiêu của hắn sát chiêu này hắc lâu lan thất thần gã từ trên người khương nguyên nhìn ra được cái bóng ba đầu sáu tay của ba anh em lưu ra mã tôn tính mạng của ngươi đang nằm trong tay lang vương ta khương nguyên nhàn nhạt, nhạt nói một câu âm thanh nối liền trời đất ngữ điệu bình tĩnh giống như đang nói đến một việc không đáng kể nhưng mọi người từ trong lời nói của hắn cảm nhận được một sự khí khái vô địch mã tôn thúc thúc ngươi đi mau nơi này để ta ngăn cản thiếu tộc trưởng mã anh kiệt của mã gia đang đứng bên cạnh mã tôn kêu to các cổ sư hộ vệ khác cũng đồng thời khuyên bảo lang vương hung mãnh không thể giao phong chính diện đại nhân thiếu tộc trưởng đi đi để chúng ta ngăn cản hắn. Đối mặt với lời khuyên của những người chung quanh, sắc mặt mã tôn tái xanh, quyết định cự tuyệt, không, mã gia ta chỉ có dũng sĩ chiến tử, không có người hèn nhát chạy trốn. Ta là một trong những cờ sĩ của mã gia. Nếu như ta chạy trốn, đó chính là sự đả kích đối với sĩ khí của đại quân. Ta không thể đi, chúng ta còn chưa thua, trong tay ta vẫn còn đàn thiên mã. Nói xong, ông ta điều động tâm niệm, nhất thời thiên mã lao lên, giống như một đám mây trắng thiên mã thần tuấn vô cùng lông trắng như tuyết lông bờm bay lên trong gió đôi cánh trắng noãn thỏa thích giãn ra đàn ngựa này chính là sự kiêu ngạo của mã gia nhìn thấy đàn thiên mã một sự khí khái hào hùng dâng lên trong lòng người mã gia cảm giác hoảng sợ nhanh chóng được bình ổn không sai chúng ta vẫn còn đàn thiên mã a à, mã anh kiệt vừa mới nói được nửa câu đã chuyển thành tiếng kinh hô khương nguyên giống như một ngôi sao băng bay vụt đến không có bất kỳ ý định né tránh hung hăng đụng vào đàn thiên mã. Từng con thiên mã chiến lực có thể so sánh với cao thủ tứ chuyển bị nổ tung. Đàn ngựa phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đôi cánh trắng noãn bị trà đạp, lông vũ theo xác ngựa rơi xuống, bất lực giữa không trung. Tung hoành tan tác, không ai có thể ngăn cản. Khương Nguyên không thèm nói đạo lý, xuyên qua đàn thiên mã bay đến chỗ đám người mã tôn. Mã tôn sợ ngây người, cổ sư bên cạnh há hốc mồm nhìn Khương Nguyên, trong lòng tràn ngập sự chấn động, bất lực và khủng hoảng thân ảnh như quỷ thần của Khương Nguyên đã khắc sâu ấn tượng cho bọn họ, không thể xóa nhỏ. Không, ta không có thua. Mã Tôn thất thố kêu to, đang định thôi động sát chiêu, lại bị Mã Anh Kiệt ngăn cản. Thúc thúc, nên để cho cháu. Một khi sát chiêu được thôi động, cảnh giới của thúc thúc sẽ giảm xuống. Mã ra có thể không có cháu, nhưng không thể không có thúc thúc. Mã Anh Kiệt gào lên, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Anh Kiệt, cơ thể Mã Tôn chấn động. Ông ta nhìn đệ tử mà mình yêu thương nhất, cảm nhận được quyết tâm muốn chết của y. Mã Tôn đương nhiên không muốn vì mình mà hy sinh đứa cháu này. Nhưng đúng như Mã Anh Kiệt đã nói, Mã gia có thể không có Mã Anh Kiệt nhưng lại cần Mã Tôn ông ta chỉ huy đàn ngựa. Bây giờ bầy ưng đã sụp đổ, đàn chuột cũng không thể trông cậy vào. Nếu mất luôn đàn ngựa, Mã gia nhất định sẽ thua. Huống hồ cháu còn chưa nhất định sẽ chết mà, thúc thúc đi mau đi. Mã Anh Kiệt nói xong liền bình tĩnh lại, điên cuồng điều động chân nguyên rót vào bên trong mấy con cổ trùng. Sát chiêu, Long Mã Tinh Thần Đây là sát chiêu mà cổ tiên ma đạo tuyết tùng tử đến từ Đại Tuyết Sơn đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Cộc 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 Rất nhiều tuấn mã bên cạnh dơ móng gỗ, phát ra tiếng kêu điên cuồng. Trên người bọn chúng đổ ra rất nhiều mồ hôi và máu. Rất nhanh, từng con ngã xuống, đánh mất sinh mệnh. Nhưng cùng lúc đó, linh hồn bảy màu, lộng lẫy như hồng của những con ngựa bay ra ngoài. Hồn ngựa biến dị, con ngươi khương nguyên hơi co rụt lại hồn phách bình thường bằng mắt thường rất khó mà nhìn thấy nhưng hồn của những con ngựa này trên đầu lại mọc ra một cặp săn hô giống như sừng rồng hình thể có lớn có nhỏ hơi tương tự như còn sống đồng thời hào quang bảy màu lóng lánh trừ khi bị mù mới không nhìn thấy long mã trôi nổi tốc độ cực nhanh đánh tới khương nguyên khương nguyên bay lên kéo dài khoảng cách đồng thời không ngừng công kích thăm dò đám hồn ngựa này khá khó giải quyết bởi vì là hồn thể Công kích bình thường vô hiệu đối với bọn chúng. Đồng thời, một khi bọn chúng tự bạo, con nào cũng có được uy lực hồn bạo của sói vây cá giống như lúc trước. Mặc dù sát chiêu của Khương Nguyên cường đại, nhưng không phải sát chiêu hồn đạo. Ba hồn ngựa tự bạo, hắn sẽ chịu không nổi. Dù sao, hắn vẫn chỉ có thiên nhân hồn. Nhưng tại sao ta lại liều mạng chứ? Khương Nguyên cười nhạo, từ không trung thản nhiên rơi xuống đất. Hắn không chỉ có lực đạo, hắn còn có thủ đoạn của nô đạo. Sau một khắc, Lang Yên cuồn cuộn, trị liệu đàn sói bên cạnh hắn. Tiếng sói chu lên, chiến lực đàn sói tăng vọt. Đàn sói giống như cá mập đói khát phóng đến Mã Anh Kiệt và Mã Tôn. Thật ghê tởm, Mã Anh Kiệt lập tức lĩnh giáo được sự vô sỉ âm hiểm của Khương Nguyên. Y vì phát động sát chiêu long mã tinh thần mà hy sinh rất nhiều ngựa, hình thành hồn ngựa biến dị. Nhưng Khương Nguyên lại không liều mạng với hồn ngựa, trực tiếp điều đàn sói đến chịu chết. Đàn sói dùng sinh mệnh của mình để tiêu hao sức mạnh hồn ngựa hồn ngựa biến dị vì chống cự sự tấn công mãnh liệt của đàn sói cơ thể ảm đạm có tiêu tán có tự bạo sói chết rất nhiều đổi lấy số lượng hồn ngựa giảm xuống khương nguyên phát huy tinh túy nô đạo đến cực hạn cổ sư nô đạo phải dùng pháo hôi để hao tổn sức mạnh quý giá của kẻ địch ví dụ như tiêu hao chân nguyên bên trong không khiếu hoặc đồng quy vu tận với hồn ngựa giống như lúc này mã anh kiệt hoàn toàn không làm gì được đối phương mặc dù hồn ngựa biến dị cường đại trong thời gian ngắn có thể giết chết một lượng lớn đàn sói nhưng lại không thể sinh ra uy hiếp với khương nguyên thúc thúc đi mau thúc là hy vọng của mã gia đi mau đi mã anh kiệt khàn giọng hô to một lần nữa khuyên mã tôn rời đi mã tôn lệ rơi đầy mặt trong lòng tràn ngập thống khổ thù hận phẫn nộ và bàng hoàng cuối cùng ông ta nghiến đến răng vỡ vụn khó khăn xê dịch thân hình dưới sự thôi thúc của lý trí mà mang theo đàn ngựa rời khỏi mã anh kiệt rút lui về hướng đại quân mã gia Sao? Khương Nguyên lập tức phát giác được hành tung của Mã Tôn. Mã Tôn chính là đại sư nô đạo, còn quan trọng hơn Mã Anh Kiệt gấp trăm lần. Khương Nguyên vỗ đôi cánh, phi ưng trùng thiên bỏ qua Mã Anh Kiệt, triển khai truy sát Mã Tôn. Lang Vương chạy đi đâu? Mã Anh Kiệt khẩn trương, vội vàng thôi động hồn ngựa bay lên ngăn cản. Khương Nguyên khinh thường cười lạnh, cơ thể sạch qua một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, bỏ lại đám hồn ngựa phía sau. Hắn là đại sư phi hành, Đám hồn ngựa biến dị này chẳng qua chỉ là con rối của Mã Anh Kiệt mà thôi. Nhìn thấy sát thần Khương Nguyên truy sát đến, đám cổ sư bảo vệ bên cạnh Mã Tôn bị dọa đến mức đái ra quần. Rơi vào đường cùng, Mã Tôn thôi động sát chiêu Long Mã tinh thần. Dưới sự chỉ huy của y, hồn ngựa biến dị hình thành phòng tuyến, phối hợp lẫn nhau, uy hiếp còn mạnh hơn so với Mã Anh Kiệt. Cho dù Khương Nguyên có tạo nghệ đại sư phi hành cũng khó mà đột phá. Giống, lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên. Một bóng ma to lớn bao phủ Khương Nguyên. Một con rồng lớn ba chảo một sừng một lần nữa đánh tới sau lưng Khương Nguyên. Thành Long bị một kích của Khương Nguyên đánh bại, ngã đến thất điên bát đảo, vất vả lắm mới đứng lên được, lại lọt vào công kích của mấy người. Thành Long tốn hết sức lực mới đánh tan được đám cổ sư này, sau đó dưới trạng thái tức giận vì muốn báo thù mà chạy đến đây. Tự tìm lấy cái chết. Khương Nguyên cười lạnh, nhìn Long chảo thế không thể vỡ chộp vào mình, cũng không thèm biến sắc. Đôi cánh ưng chấn động sau lưng va chạm với long chảo. Dựa vào thuật phi hành vô cùng tinh diệu, hắn đã đùa nghịch xoay quanh con rồng. Không ổn rồi, ta đang ở trên không trung, không phải là đối thủ của lang vương. Khi thành long ý thức được sự không ổn thì đã muộn rồi. Khương Nguyên nắm lấy sơ hở bay đến chỗ thành long. Hai cánh tay bằng đồng thau to lớn giống như lợi kiếm, hung hăng đảo qua hai mắt của con rồng. Sau một khắc, long đồng vỡ vụn, máu văng khắp nơi. Con rồng trở nên điên cuồng, sự đau đớn kịch liệt khiến cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết